của buổi tư vấn trực tuyến về chương trình du học hè ngày hôm nay. Trong số đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và tìm hiểu về chương trình du học hè Mỹ hai bờ Đông Tây trong thời gian là 2 đến 3 tuần. Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Quế, hiện đang là trưởng phòng tư vấn của công ty du học IDC. Chị Quế của chúng ta nhận lời mời đến buổi gặp gỡ tư vấn trực tuyến ngày hôm nay để cùng chia sẻ về các chương trình du học hè hiện có trong năm 2018 này. Vâng, xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Em được biết là công ty du học IDC của chúng ta đã có lịch sử hình thành cũng được hơn 10 năm rồi. Không biết là chị có thể chia sẻ một chút xíu về công ty du học của chúng ta được không ạ? Lĩnh vực du học là hiện nay, như các bạn biết là ở thành phố Hồ Chí Minh mình hiện nay có rất nhiều công ty về lĩnh vực du học, và IDC là top 115 công ty hiện nay đứng hàng đầu về xếp hạng và uy tín và chất lượng. Thì IDC được thành lập năm 2001 và đến thời điểm ngày hôm nay thì IDC được hoạt động gần 17 năm. Và với 17 năm đó thì IDC đã tạo dựng được sự uy tín với các quý phụ huynh, các em học sinh, cũng như là IDC đã kết hợp với rất nhiều các tổ chức ở trong và ngoài nước đem rất nhiều cái chương trình về cho học sinh. Ví dụ như các chương trình du học dài hạn như là chương trình du học ở Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, Singapore. Ngoài ra thì IDC còn có những cái chương trình ngắn hạn, ví dụ như là về chương trình du học hè Mỹ, Canada, Mỹ, Úc hoặc là chương trình Singapore. Như chị chia sẻ thì em nhận thấy là có chương trình Summer Camp đi các đoàn đến Mỹ, thì không biết là chúng ta sẽ đi về những nơi như thế nào và cụ thể là những bang nào. Với chương trình năm nay, năm 2018 thì IDC sẽ có chương trình Summer Camp về đi về Mỹ. Về Mỹ thì IDC sẽ tập trung vào hai bờ, đó là bờ Đông và bờ Tây, và IDC chia thành 3 đoàn. Đoàn thứ nhất là các em sẽ đi cả hai bờ Đông Tây của nước Mỹ, và đoàn thứ hai là các em sẽ duy nhất đi 2 tuần về bờ Đông hoặc là 2 tuần. Vậy tiêu chí nào ở IDC á khiến phụ huynh học sinh lựa chọn đăng ký chương trình Summer Camp cho các bé trong năm nay? Để lựa chọn một công ty để đặt niềm tin vào công ty đó và nói chung là giao con mình cho một công ty nào đó để trong cái thời gian khoảng tầm 2 tuần hoặc là 3 tuần của phụ huynh Việt Nam mình không hề dễ. Do đó là phụ huynh luôn đưa có những cái tiêu chí để lựa chọn những công ty nào có uy tín và chất lượng và chương trình phải đảm bảo. Thì đầu tiên phải nói về uy tín thì IDC đã có kinh nghiệm khá là lâu. Cái chương trình du học hè này hiện nay thì IDC đã làm năm nay năm thứ 9 rồi. Và thứ hai nữa là IDC không những mà IDC làm cho học sinh tổ chức cái chương trình hè này cho học sinh ở Hồ Chí Minh, mà IDC còn mở rộng ở các thành phố lớn ở Việt Nam như là Đà Nẵng, Hà Nội. Ngoài Hồ Chí Minh thì có những cái đoàn ở Hà Nội, các đoàn ở Đà Nẵng. Và phần rất là quan trọng mà để phụ huynh có thể đặt niềm tin vào IDC và lựa chọn IDC đó chính là IDC làm việc với đội trường. Ví dụ như là hiện nay IDC kết hợp với các trường như là trường trung học cơ sở, trung học Liverpool và các trường khác như là Phú Nhuận, Hoàng Hoa Thám, hầu hết các trường ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Thì khi mà phụ huynh lựa chọn một công ty nào đó họ liên kết với một cái trường nhất định làm chương trình thì chắc chắn là cái chất lượng phải được đảm bảo. Và thứ ba, tiêu chí thứ ba để tạo cái sự khác biệt và cái niềm tin cho phụ huynh khi chọn IDC đó chính là cái chất lượng của chương trình. Nó nằm ở sự đa dạng về chương trình. IDC với chương trình, với ví dụ như là chương trình du học hè Mỹ 3 tuần đi, thì rõ ràng là trong 2 tuần đầu tiên các em sẽ được trải nghiệm ở với gia đình bản xứ, nơi mà các em có sự ấm áp của một gia đình, có ba, có mẹ, có thể là có thêm anh em, và các bé sẽ học được cái cách giao tiếp, cải thiện được trình độ tiếng Anh, coi được xem là người Mỹ họ sống như thế nào, cái văn hóa, cái lối sống của họ như thế đó. Và thứ hai nữa là khi mà cái tuần cuối cùng thì cái chương trình khác biệt của IDC đó là IDC sẽ không cho các em ở homestay nữa, mà IDC chuyển sang cho các em ở khách sạn. Khi ở khách sạn thì các em sẽ tự làm mọi thứ, nghĩa là thức dậy đúng giờ con phải thức dậy. Khi con thức dậy xong thì mờ chiếu tất cả mọi thứ còn phải tự sắp xếp lại hết. Rồi khi đi chương trình thì chị IDC cho các em thời gian, ví dụ 7 giờ tập hợp thì các em sẽ xuống tập hợp ở dưới và có xe đưa đón các em. Thì cái chương trình của IDC là đa dạng. Ngoài ra thì còn không những đa dạng về cái cách thức trải nghiệm của học sinh mà đa dạng về cái lịch trình đi. Tôi ví dụ như là với cái chương trình du học bờ hè ở hai bờ Đông Minh, bờ Đông Minh thì các em sẽ được đi các bang như là Washington DC, New York, Virginia, Maryland. Còn ở California thì ở bờ Tây thì các em sẽ đi tham quan rất nhiều thành phố, San Diego, Los Angeles, Las Vegas. Đó là cái tiêu chí mà IDC tin rằng là quý phụ huynh có thể tin tưởng và giao con mình cho IDC trong cái chuyến đi và phụ huynh có thể thoải mái ở nhà. Khi tham gia chương trình thì không biết các bé cụ thể trong một ngày chúng ta sẽ tham gia những cái hoạt động nào và chúng ta học tiếng Anh như thế nào? Với
chương trình du học hè thì mục đích của du học hè đó là các bé sẽ vừa vui chơi và vừa học tập, như là phải mang giá trị chính bản thân các bé phải trải nghiệm một mùa hè thú vị trước hết. Và ý nghĩa thứ hai cũng như là ngoài mùa về hè thú vị thì các bé học hỏi được kiến thức và có thể là hỗ trợ cho các bé trong đường du học sau này. Do đó là về cái lịch trình chương trình đó thì buổi sáng các bé sẽ học tiếng Anh. Nên ví dụ mình ví dụ như là buổi sáng có thể là bé học tiếng Anh tại trường đại học UCLA hay là trường đại học hàng đầu ở California, hoặc là học ở một cái trường dạy tiếng Anh dành cho học sinh quốc tế là Rural Language Training, đây là một tổ chức chuyên về dành cho học sinh quốc tế học tiếng Anh. Thì buổi sáng các em sẽ học từ 8 giờ cho tới 12 giờ. Và sau đó là buổi chiều thì đó là thời gian mà các em thỏa thích nhất, có nghĩa là các em sẽ đi vui chơi. Buổi chiều các em sẽ được đi tham quan những nơi rất là nổi tiếng, ví dụ như là ở bên bờ Đăng đi, thì các bé sẽ đi tham quan về Nhà Trắng nè, về tòa Times Square hoặc là về tượng đài tưởng niệm Lincoln, hoặc là quay về New York thì các bé sẽ đi tham quan tượng Nữ Thần Tự Do. Về Cali thì các bé sẽ đi tham quan về đại lộ Hollywood hoặc là các khu vui chơi Disneyland, Universal Studio hoặc là Six Flags. Còn buổi tối thì các bé sẽ được sinh hoạt với gia đình bản xứ, nơi mà các bé có thể có cái gia đình thứ hai và các bé trải nghiệm được cái cuộc sống, cái lối sống của mình như thế nào. Vậy là trong chuyến du học này chúng ta sẽ ở với gia đình bản xứ. Thì em được biết là nhiều phụ huynh người cũng lo ngại về vấn đề ở với gia đình bản xứ. Nếu là chị có thể chia sẻ một chút xíu là ở với gia đình bản xứ vậy an toàn không chị? Ở với gia đình bản xứ thì rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh có con là con gái, thì khi nghe đến ở với gia đình bản xứ thì sợ rằng ở trong gia đình đó ba của hot là đàn ông này, hoặc là gia đình hot sẽ có một đứa con trai ở cái tầm độ tuổi trưởng thành khoảng tầm trên 20 tuổi. Thì thường là ở Việt Nam mình các phụ huynh rất là lo ngại, nhưng mà phụ huynh yên tâm bởi vì hầu hết 90% học sinh đi du học Mỹ thì các bé đều ở với gia đình bản xứ. Đó là những gia đình được chọn lọc bởi tổ chức. Thứ nhất là gia đình đó về tài chính phải ổn. Thứ hai là gia đình đó cũng đã từng hot những học sinh của các chương trình các năm trước rồi, và thậm chí là gia đình đó họ đang bảo trợ cho một học sinh quốc tế đang du học tại Mỹ. Do đó là cái vấn đề an toàn chắc chắn 100%. Thì sau chuyến đi 2 tuần hoặc là 3 tuần như vậy thì các bé sẽ đạt được những lợi ích và những cái trải nghiệm như thế nào? Về giá trị của chương trình mình phải nói đến đầu tiên là vui chơi, có nghĩa là sau một chuyến đi thì IDC có thể chắc chắn rằng các bé sẽ được vui chơi và trải nghiệm, biết rất nhiều về văn hóa, về lịch sử, về đất nước Mỹ. Đó là giá trị đầu tiên. Giá trị thứ hai là với chương trình này thì rõ ràng các bé sẽ được học tiếng Anh, học và thực hành. Do đó là cái khả năng tiếng Anh của các bé thì IDC luôn tin tưởng rằng và thấy rõ rằng là các bé phát triển từng ngày một. Mặc dù có 2 tuần thôi, nhưng cái giá trị mang lại có thể là các bé vượt bậc hơn rất nhiều. Đặc biệt là những cái bé nào mà có thể là bé tiếng Anh bé ngữ pháp rất tốt, nhưng mà bé chưa có thực hành hoặc là bé chưa có vượt qua cái ngưỡng gọi là ngại nói. Thì với chương trình này các bé có thể nói được, thực hành tiếng Anh rất là tốt, có tiếng Anh tốt. Và điểm thứ ba của chương trình du học hè nó rất là quan trọng. Ngày nay các quý phụ huynh sẽ thấy là ở Mỹ có rất nhiều học sinh có thể bị rớt visa, nghe từ học sinh tôi học tốt mà con học tốt mà rớt visa. Thì với chương trình du học hè này thì cái tỷ lệ visa dường như rất cao nhất có thể. Do đó là khi đã có được cái visa du học hè rồi, nó là một cái bước ngoặt rất là tốt cho bé, để cho bé dễ dàng xin visa du học sau này. Em được biết là khi mà lấy visa Mỹ thì chúng ta sẽ phải có một cuộc phỏng vấn lại ở sứ quán á. Không biết là thường là những cái khó khăn nào mà khi mà bé vào phỏng vấn với chương trình du học hè thì rõ ràng là lãnh sự sẽ không cần về nhiều về tài chính, nhưng mà về cái chuẩn nhất của Mỹ, với ví dụ như rõ ràng cái chương trình du học hè với chi phí một chương trình 3 tuần khoảng tầm 100 triệu đi, thì đương nhiên phụ huynh trong sổ tiết kiệm phải có cũng sẵn sàng là 100 triệu rồi. Do đó là về tài chính thì hầu hết là qua sổ tiết kiệm, giấy tờ về nhà cửa đất đai, còn 80% còn lại nó hoặc cái điều đó chỉ quyết định 20% thôi, còn 80% còn lại quyết định là bởi vì chính bản thân bé. Nên bé nói tiếng Anh cũng khá ở mức độ có thể giao tiếp tốt thì IDC sẽ hỗ trợ vấn đề phỏng vấn cho bé. Và cái visa của du học hè thì dường như rất là dễ dàng để lấy chứ không khó. Do đó là chỉ cần bé kết hợp với IDC sẽ ra được cái visa du học tốt. Du học hè thường là chúng ta sẽ tổ chức vào tháng 6, thì chị có thể chia sẻ một chút về thời gian cụ thể cũng như là cái chi phí thường chương trình. Hiện nay thì để phù hợp với cái lịch trình của học sinh học thì hầu hết học sinh sẽ được nghỉ hè vào khoảng ngày 27 tháng 5. Do đó là IDC tổ chức chương trình sớm nhất là vào ngày 2 tháng 6, đó là chương trình đầu gọi là đầu tháng 6. Và sau đó thì giữa tháng 6 và ngày 16 tháng 6 sẽ có đoạn thứ 2 và đoạn cuối cùng sẽ là ngày 1 tháng 7. Thường đó là những học sinh nào mà muốn nghỉ hè xong tham gia chương trình thì các bạn sẽ chọn cái đoạn đầu và đoạn thứ 2. Còn những học sinh nào với ví dụ như là đoạn học, những học sinh nào đang học lớp 9 sẽ chuyển cấp sang lớp 10 hoặc lớp 12 chuyển cấp sang cao đẳng đại học, thì các bạn có một cái kỳ thi cuối năm, cuối kỳ đó, kỳ thi quốc gia, do đó là các bạn sẽ tham gia được tháng 7. Hiện nay là có 3 đợt chính là IDC.
Như vậy thì du học sang một nước lớn như là nước Mỹ ấy, thì không biết là về phần hồ sơ các bé và các vị phụ huynh đó, chúng ta sẽ cần chuẩn bị những hồ sơ như thế nào? Về phía hồ sơ thì với Mỹ để đi du lịch, để có được cái visa đi du học, chương trình du học hè thì khá là hồ sơ cũng khá là đơn giản. Hồ sơ thì các em chỉ cần cung cấp cho IDC, thứ nhất là hộ chiếu, thứ hai là tấm ảnh 5x5 đèn trắng. Sau đó thì IDC sẽ tiến hành các thủ tục. Bước đầu tiên là IDC sẽ xin thêm thư mời từ tổ chức bên Mỹ, các thư mời đó để cho lãnh sự xem trong quá trình để phỏng vấn. Và thứ hai nữa là sau đó thì bước thứ hai là IDC sẽ đặt cái lịch phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ và sẽ chuẩn bị cho các em một bộ hồ sơ bao gồm các hồ sơ về cá nhân học tập của các em, như là giấy khai sinh nè, hộ chiếu nè, hộ khẩu, học bạ và một số cái hồ sơ liên quan đến tài chính của bạn. IDC sẽ thông báo, và trước khi mà các em đi phỏng vấn thì IDC sẽ có những cái buổi hướng dẫn các em về vào lãnh sự thì cái phong cách phải như thế nào, những cái câu hỏi mà lãnh sự thường hỏi, hướng dẫn các em trả lời như thế nào thuyết phục nhất với viên chức lãnh sự. Vậy để đăng ký chương trình du học hè thì các bé làm như thế nào để mà đăng ký? Để đăng ký chương trình du học hè thì các bé có hai phương thức. Phương thức đầu tiên đó là các bé có thể liên hệ trực tiếp với bên phía đồng trường, ví dụ như là trường Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie, hoặc là Bùi Thị Xuân, Hùng Vương, các bé có thể đăng ký trực tiếp với đồng trường. Hoặc là phương án thứ hai đó là các bé có những phụ huynh cần IDC tư vấn thêm thông tin thì phụ huynh có thể đến trực tiếp trụ sở của IDC số 66 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Sau khi nhận được sự tư vấn từ chuyên viên của công ty du học IDC, nếu như các bạn hoặc là quý phụ huynh nào có câu hỏi thì chúng ta có thể truy cập đến fanpage công ty tư vấn du học IDC Việt Nam để được giải đáp nhé. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể gọi đến số hotline 0938 960 550 để được tư vấn trực tiếp từ những tư vấn viên đầy kinh nghiệm. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị phụ huynh và các em học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.